Thưa quý vị, nhằm hỗ trợ cho bà con nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang gặp khó khăn khi thực hiện giãn cách xã hội, vừa qua Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã bàn giao nhu yếu phẩm hỗ trợ mùa dịch của Phật giáo tỉnh đến Ban chỉ huy quân sự tỉnh để vận chuyển vào các tỉnh phía Nam. Chiều ngày 24 tháng 7 tại văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận, chùa Phật Ân, số 33B, đường Trần Phú, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Ban trị sự tỉnh đã bàn giao nhu yếu phẩm hỗ trợ mùa dịch của Phật giáo tỉnh đến Ban chỉ huy quân sự tỉnh. Đây là hoạt động phối hợp giữa Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Ban chỉ huy quân sự cùng nhau chung tay với các tổ chức cơ quan lãnh đạo tỉnh Bình Thuận nhằm hỗ trợ cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam vượt qua khó khăn trong mùa dịch. Theo báo cáo của Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, số lượng nhu yếu phẩm trong lần quyên góp này gồm 3 tấn gạo, 4 tấn hoa quả, 1.000 lít nước mắm, 300 kg cá khô, 300 kg rau củ quả các loại. Tất cả nhu yếu phẩm được đóng góp bởi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, đặc biệt là Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong toàn tỉnh Bình Thuận. Trước đó vào ngày 21 tháng 7, Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận cũng đã thực hiện chương trình chuyến xe yêu thương vận chuyển nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm đến tiếp sức bà con trong các khu cách ly tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.